Chào mừng các bạn đến với điểm tin chuyển nhượng ngày 2 tháng 9 của Cả Cầu Sport. Như vậy là kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động đã chính thức khép lại với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những thương vụ hot nhất đã xảy ra trong những giờ đồng hồ cuối cùng. David Oster xác nhận, câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út Al-Ittihad đã gửi đi lời đề nghị trị giá hơn 100 triệu bảng cộng các điều khoản bổ sung cho Liverpool để mua Mohamed Salah. Tuy nhiên, The Cop đã thẳng thừng từ chối khi Salah đang là ngôi sao số 1 đội bóng hiện nay. Jonny Evans đã ký hợp đồng 1 năm với Manchester United. Hậu vệ 35 tuổi này đã ký giao kèo ngắn hạn với câu lạc bộ cũ trước mùa giải sau khi hết hạn hợp đồng với Leicester. Huấn luyện viên của Man United Erik ten Hag đã rất ấn tượng với tuyển thủ Bắc Ireland và muốn giữ anh ở lại. Manchester United cũng hoàn tất việc ký hợp đồng với Sorban Amrabat từ Fiorentina. Tiền vệ này đến Quỷ Đỏ dưới dạng cho mượn với giá 8,5 triệu bảng và United có quyền mua anh với giá 21,4 triệu bảng. Amrabat là bản hợp đồng thứ 7 của United trong mùa hè này. Huấn luyện viên Erik ten Hag trước đây đã làm việc với tuyển thủ Maroc tại câu lạc bộ Hà Lan Utrecht. Getafe đã chính thức công bố việc ký kết với Mason Greenwood từ Manchester United dưới dạng cho mượn một mùa giải. Trang chủ của Man United cũng đăng tải một thông báo ngắn gọn như sau. Thương vụ chuyển nhượng sang Getafe sẽ giúp Greenwood gây dựng lại sự nghiệp của mình. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ Mason và gia đình của cậu ấy trong giai đoạn chuyển tiếp này. Brentford đã tái ký hợp đồng với Nean Maupay theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải từ Everton, kèm theo tùy chọn mùa đứt. Cầu thủ 27 tuổi người Pháp đã thành danh ở Anh trong thời gian thi đấu cho Brentford từ năm 2017 đến năm 2019 và ghi 41 bàn sau 95 lần ra sân. Nean Maupay cho biết anh cảm thấy như đang ở nhà sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Everton sang câu lạc bộ cũ Brentford. Paris Saint-Germain đã phải trả cho Frankfurt gói thầu lên tới 90 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro và 15 triệu euro phụ phí để có được chữ ký của Kolo Muani. Tiền đạo người Pháp sẽ ký kết vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân công viên các hoàng tử. Crystal Palace đã công bố việc ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Rob Holding từ Arsenal với mức phí không được tiết lộ. Trung vệ này cho biết anh rất vui mừng khi có thể gia nhập Palace và cống hiến cho câu lạc bộ. Arsenal cũng đã để tiền vệ Sami Lokonga chuyển đến câu lạc bộ Luton Town dưới dạng cho mượn một mùa giải. Tottenham đã ký hợp đồng với Brendan Johnson từ Nottingham Forest. Tuyển thủ xứ quen đến Spurs với giá 47,5 triệu bảng và đã ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2029. Cầu thủ 22 tuổi này là bản hợp đồng thứ 9 của Spurs trong mùa hè này. Mặc dù đã bay sang Đức để chụp hình cũng như kiểm tra y tế tại câu lạc bộ Bayern Munich, nhưng cuối cùng Panhinha cũng phải trở về Fulham tiếp tục thi đấu. Trước mắt là đến khi chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Lý do chính là bởi Fulham không thể tìm được người thay thế khoảng trống mà Panhinha để lại sau khi Pierre-Emile Højbjerg và Scott McTominay từ chối gia nhập đội chủ sân Craven Cottage. Ngoài việc giữ chân thành công Panhinha, Fulham cũng giữ được Tosin Andarabio và Harrison Reed trước sự theo đuổi của các đội bóng khác. Họ còn có sự nâng cấp đội hình đáng kể khi chiêu mộ thành công Alex Iwobi từ Everton và hậu vệ trái 26 tuổi Fode Baloture từ AC Milan. Nottingham Forest đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với hàng loạt cầu thủ, bao gồm thủ thành Odisei Vlachodimos, Nuno Tavares, Ariomo Babidele, Ibrahim Saga, Nicolas Domínguez, Callum Hudson-Odoi và Divock Origi. Những cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp Nottingham tiếp tục trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Cầu thủ chạy cánh của Chelsea Diego Moreira đã hoàn tất bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải tới Lyon tại League One. Moreira gia nhập The Blue vào đầu mùa hè này từ Benfica và là một phần của đội trong chuyến du đấu tại Mỹ trước mùa giải. Cầu thủ 19 tuổi này đã có trận ra mắt đội 1 Chelsea trước Wimbledon vào giữa tuần và giờ sẽ tiếp tục phát triển ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Hậu vệ Bela Kotchap của Southampton đã hoàn tất bản hợp đồng cho mượn tới PSV. Cầu thủ 21 tuổi gia nhập đội bóng Hà Lan trong phần còn lại của mùa giải. Bayern Munich và Borussia Dortmund đều muốn ký hợp đồng với hậu vệ người Đức, nhưng cuối cùng anh đã chọn đến PSV. Ngoài ra, đội bóng Hà Lan đã ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ chạy cánh người Mexico, Irving Lozano từ Napoli. João Cancelo đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester City. Thỏa thuận này không bao gồm quyền lựa chọn hoặc nghĩa vụ bắt buộc mua đứt.
Hậu vệ cánh của Man City sẽ trải qua phần còn lại mùa giải này với nhà vô địch Tây Ban Nha. Ở một diễn biến khác, Barcelona cũng đã công bố việc mượn thành công João Félix từ Atletico Madrid. Kasper Schmeichel đã rời Nice sau khi hợp đồng của anh bị hủy bỏ theo sự đồng ý của cả hai bên. Cầu thủ 36 tuổi này đã có 46 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải duy nhất tại đội chủ sân Adrian Rivera. Brentford đã thông báo bán bek Sorensen cho Midtjylland với mức phí không được tiết lộ. Cầu thủ 24 tuổi này gia nhập đội bóng nước Anh vào năm 2017 và có 72 lần ra sân cho đội 1. Huấn luyện viên trưởng Thomas Frank cho biết, thật không may, mọi thứ đã không diễn ra như cách Sorensen mong đợi. AC Milan đã mượn thành công Luka Jovic từ Fiorentina. Milan sẽ không mất bất cứ phí mượn nào trong thương vụ này và Jovic sẽ khoác áo đội chủ sân San Siro đến tháng 6 năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay và cũng khép lại chương trình này của các cộng Sport xuyên suốt mùa hè vừa qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình mới tiếp theo của chúng tôi.